Xin chào tất cả mọi người, thì trong tập này hãy cùng mình khám phá xem có một cái cô này là người Lai thì cổ lấy cái rau từ mấy cái farm nông trại về để mà cổ bán ở nhà, và còn những ngày cuối tuần thì cổ bán ở các chợ trời. Thì mọi người cứ nghĩ là những cái rau Việt Nam rất là khó tìm mua bên Mỹ, nhưng mà sai rồi. Khi mà mọi người ở tiểu bang Cali thì rất dễ tìm mua, đặc biệt là ở thành phố San Jose, nơi mà cái mật độ dân số người Việt Nam rất là đông. Thì cổ lấy hàng từ các cái nông trại mà người ta trồng những cái loại rau Việt Nam như sả, như tí tô, mồng tơi, tần ô, có đầy đủ hết. Thì cổ mang về nhà xong rồi, ngày thứ tư này thì cổ mở bán nguyên ngày, và còn những ngày lại trong tuần cuối tuần á thì cổ mang ra chợ trời cổ bán. Và hôm nay mình đã đến mua. Như mọi người cũng đã thấy thì rất là nhiều loại rau ở đây, thùng thùng vậy á, cổ chở về đi tới farm lấy đi về mất cũng nửa ngày á mọi người, đi rất là xa. Thì cái cô này cổ lấy công làm lời thôi, bán rất là rẻ hơn mình đi chợ Việt Nam nhiều, cho nên mình hay tới đây mua. Một tuần một lần thì mình tới mua một ngày thôi, mình đã đủ ăn một tuần rồi. Có khổ qua, có chanh nè, có bầu bí, mướp, đồ, khoai lang, rất là nhiều các loại nông sản, rồi có khổ qua thường và khổ qua rừng nữa mọi người. Và từ nhà mình tới chỗ này thì cũng rất là gần. Có cà pháo, có hành, củ cải trắng đầy đủ hết. Thì nếu như nhà ai mà có đông người ăn thì mua chỗ này rất là tiện lợi. Có đậu bắp nữa mọi người, rất là non, non hơn trong chợ. Ở đây mình có quyền lựa rau củ cho mình, còn ở trong chợ nhiều khi nó đã đóng gói sẵn rồi, mình rất là khó lựa. Tại nó để vị sẵn á, thì mình mua là mình mua nguyên vị. Nhưng mà tại đây mình có quyền, có cơ hội được lựa chọn, như là mình đi những cái chợ chùm hổm ở Việt Nam vậy đó. Thì ở đây là một cái quầy nhỏ nhỏ thôi, là cổ bán rất là nhiều loại rau. Là người Việt Nam của mình tới mua không á, có tỏi, có ớt đầy đủ luôn. Khi mà có mùa nào thì ăn trái đó. Ví dụ như hồi kia mình cũng đi mua táo khô rồi, có tới mùa táo khô thì đi mua táo khô. Thì bây giờ cái người cân á, người ta sẽ cân cho mình tính tiền bao nhiêu pound. Bên Mỹ này nó tính pound, một pound là gần nửa ký bên mình á, rồi quy ra tiền. Thì mua cái này cũng rẻ thôi, cũng không có mắc gì. Thì mình thích là mình mua xong rồi phân phát cho người này một kia một ít ăn cho vui.